Mình sắp vẽ xong tranh rồi. Bút gãy tiêu mất rồi. Hay là nếu mình liếm, chẳng ăn thua gì cả. Bực hết cả mình. Bút dở hơi. Mình chỉ muốn vẽ xong thôi mà. Cẩn thận nào con. Thử bút màu hồng nào. Cũng hết mực rồi còn đâu. Suýt thì trúng. Đủ rồi đấy. Sao thế con? Mãi mà con chưa vẽ được xong. Bút bản hết mực. Chà, gầy gò thế nhở. Để mẹ nghĩ xem có cách nào không nhớ. À có rồi, mẹ sẽ giúp con xử lý chuyện này. Vâng ạ. Lấy một tờ khăn ướt tẩy trang và gập lại. Tiếp theo, đặt khăn ướt lên dải băng dính. Đặt tăm bông lên tờ khăn. Rồi cuốn vào trong. Nhớ để đầu bông thò ra ngoài nhé. Cuốn vào phần băng dính ngoài và cắt đi. Giờ thì nhỏ mực màu lên đầu tăm bông. Khăn ướt tẩy trang sẽ hút mực. Út nhanh và dễ làm đây. Bút này con yêu của mẹ. Wow, con vẽ tiếp đây ạ. Con cảm ơn mẹ, vẽ được này. Con sẽ vẽ ông mặt trời thật to. Con yêu vẽ đẹp quá. Vẽ vui quá mẹ ơi. Vroom vroom. Âu, phỏng con như cái chuồng lợn vậy. Con chào mẹ. Con biết mà. Mẹ có việc ra ngoài. Nhưng lát mẹ về là phòng phải sạch đấy. Nhưng... được thôi. Nè nè. Đây là tháp cao nhất trên thế giới. Thôi xong. Mẹ về kìa. Phải làm gì đó thôi. Nhanh lên. Dùng máy hút bụi được nè. Tất á. Khoan. Cũng được nè. Mình sẽ bọc bít tất lên. Vòi máy hút bụi. Rồi hút hết các mảnh Lego. Thế là vừa nhặt được nhanh vừa không bị mất miếng nào. Cuối cùng thì chỉ cần tháo tất ra thôi. Wow, quá trời luôn. Phải giấu đi thật nhanh. Con trai mẹ giỏi quá. Hả? Phòng con ạ? Vâng, mẹ thưởng cho con nè. Con xin. Em muốn chơi cơ. Ơ kìa, bình tĩnh xem nào. Đây, cầm lấy. Wow. Em chán chơi cái này rồi. Đã bảo rồi mà. Khoan. Thế chơi với robot nhá. Cho em đi. Chơi vui nhá. Wow, ngầu như trái bầu. Tranh thủ làm móng tiếp nào. Chán như con gián. Chơi với em đi chị. Sao cứ đụng chị hoài vậy? À đúng rồi. Mình có thể dùng bỏng giòn này. Nhúng vào nước nè. Rồi dính chúng vào nhau. Giống như xây nhà ấy. Em thích xây nhà lắm ạ. Cho em cả tô luôn nhá. Được yên ổn một lát rồi. Có thế chứ lị. Thư giãn nào. Gì vậy ta? À! Lừa được chị rồi nhá. Con của mẹ đáng yêu nhất nè. Ăn chút đi bé con. Không, không ăn. Rồi, thế thì để mẹ. Vậy sữa chua ngon thì sao? Mịn và béo thơm. Của con này bé ngoan, thử đi. Không. Con phải ăn gì đi chứ. Khoan đã, mẹ nghĩ ra cách rồi đấy. Mẹ sẽ lấy một hộp sữa chua và nhỏ màu thực phẩm vào. Giờ thì khuấy sữa chua đều lên. Màu sặc sỡ thật đấy. Chắc được rồi nhỉ. Nhìn nè con yêu. Wow, màu xanh này. Cho con. Ăn hết đi nhớ công chúa nhỏ. Ngon ngon mẹ ơi. Con gái nhỏ của mẹ lớn chưa này. Để mẹ lau mặt xinh cho con nhé. Còn chỗ này này. Đi nào công chúa nhỏ ơi. Mẹ phải đi làm để ngăn chặn kẻ xấu. Cất đồ chơi đi, mặc áo khoác nhanh nào. Con cảm ơn mẹ. Con gái mẹ lớn quá đi, và còn nặng nữa. Ăn ngoan chóng lớn thật. Trò này vui quá xá mẹ ơi. Mẹ đến thoát vị vì con thôi. Ok, đeo ủng và đi nào. Cherry, quay lại đây. Nhìn con bé chạy kiểu dễ thương muốn xỉu luôn. Hay là còng tay nó lại. Không, thế thì bị bóc phốt mất. Nhưng mà... Đứng im. Tôi vô tội chị cảnh sát ơi. Tôi không làm gì sai cả. À thế à, ai bị bắt cũng nói thế đấy. Anh đã bị bắt. Mình nghĩ ra một cách này. Chỉ cần tranh in hình bàn tay này, cắt thành các hình tròn, rồi dán chúng lên tường là xong. Mẹ ơi, mẹ ơi, mình chơi trò này đi. Con có thể đặt tay lên tường không? Được ạ. Dễ ợt luôn mẹ ơi. Con đang đặt này. Đương nhiên đó con yêu, con làm tốt lắm. Chuẩn, con thành công rồi, con thắng. Thật đã, yeah. Ok, giờ đi thôi. Nào bé yêu, cọ vẽ vào màu của con đây, vẽ vui nhá. Ôi không, con làm gì vậy? Con là họa sĩ bố ơi, nè. Mẹ sẽ nổi điên lên cho mà xem. Nhưng mà hãy lấy một tờ giấy trắng và đổ một chút sơn lên đó. Rồi thêm cả màu đỏ nhé. Hãy phết sơn thành những hình tròn nhỏ. Tiếp theo, cho tờ giấy vào trong túi ni lông. Con ơi, xem bố có gì này. Wow, bố ơi, con thích lắm. Úi, nhìn sơn chạy kìa, di chuyển khắp nơi luôn. Nhưng chẳng lo dây bẩn nữa. Sao chả thổi được nhờ? Con phải thổi mạnh lên mới được. Như thế này hả mẹ? Ướt hết cả sách rồi. Trời ngoan chứ con. Ủa nhưng mà mẹ ơi, không có bong bóng gì cả. Hôm nay mẹ đã tắm rồi đấy nhớ. Úi, con xin lỗi mẹ. Thôi, con nít có biết gì đâu. Hít thở sâu nào, không sao cả. Con chả thích đồ chơi này. Mẹ có cách rồi. Đợi mẹ một chút. Quá trời bong bóng này. Đây, loại này nhìn hay quá. Xinh ơi là xinh luôn ý. Xem mẹ có gì này. Mẹ ơi, là một con lợn. Lợn biết thổi bong bóng kìa, hay quá. Con muốn chơi với lợn ạ. Vậy thì mau lại chơi đi. Tuyệt vời, ông mặt trời. Vui ơi là vui luôn ý. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhé. Con cảm ơn mẹ. Không có gì đâu con yêu. Vậy là được đọc sách trong yên bình rồi. Wow, trong này có chiến tranh à? Vậy là mẹ siêu cấp phải ra tay rồi. Chỗ này sẽ sạch bong sáng bóng ngay thôi. Đã bẩn ư? Tạm biệt nhá. Không có ai làm khó mama thông minh đâu. Ồ, ngày xưa bé con thích món này lắm. Đã đến lúc để những em bé khác chơi với chúng rồi. Thơm ngát. Nhưng mình thấy hơi ngọt. Gãy mất rồi. Tôi đã làm gì cậu đâu. Việc gọt bút chì xin được phép bắt đầu. Cái này nhìn hay quá nè. Giống như lò xo nhỏ ấy ha. Mẹ ơi, nhìn nè. Cũng hay đó con. Khoan, mình còn quá trời bút chì mà. Chắc chắn sẽ tuyệt lắm cho mà xem. Đủ màu sắc luôn này. Đủ màu xanh đỏ tím vàng luôn nhá. Thôi lấy bút chì vẽ tranh tiếp nào. Mẹ ơi, hết bút chì rồi à con yêu? Mà chờ chút. Giải pháp ở ngay trước mắt chúng ta nè. Mẹ sẽ bỏ dây đèn led vào trong hộp. Đẹp nhờ. Giờ thì đặt màng bọc thực phẩm lên trên, rồi quấn chặt quanh các cạnh của hộp. Thấy mẹ làm thế nào chưa? Phép màu sắp bắt đầu này. Đổ đường lên khắp bề mặt này. Cứ tiếp tục cho đến khi được như thế này. Rồi tắt hết đèn trong phòng đi. Giờ con bé chỉ cần dùng tay để vẽ thôi. Con yêu ơi, lại đây. Dạ. Wow, nhìn hay dã man mẹ ơi. Con thích vẽ gì cũng được luôn. Vậy con sẽ vẽ con vật yêu thích của mình. Mẹ biết con sẽ thích mà. À, xong cả rồi ạ. Mẹ chải tóc cho con nhá. Mẹ cho con ăn cái gì thế ạ? Burger sao? Eo, táo bị thâm hết rồi mẹ ơi. Hộp nhựa chán thế nhở. Mà chờ chút, ngoài buộc tóc thì dây thun có thể làm cái khác đó nha. Không còn lo táo bị thâm nữa rồi. Xem mà học hỏi này. Đầu tiên là cắt táo ra. Đó, đơn giản nhỉ. Nhưng chưa xong đâu. Buộc dây chun vào quanh quả nữa. Chuẩn, tự tay mẹ làm cả đấy. Daddy yêu dấu ơi, mẹ có táo cắt sẵn mới toanh cho con nè. Giờ thì dã ngoại thôi. Mình chọn chỗ này đẹp ha. Con muốn ăn táo mẹ ơi ơi. Mong là con thích táo tươi ngon nhá. Cùng khám phá kết quả nào. Táo thế này đã đủ tươi chưa con? Wow, mẹ mới cắt đấy ạ. Không có ai cắt táo ngon như mẹ đâu. Mẹ thử xem nào. Nhà cửa trống trơn. Thế là mình có thể đánh chén thành kẹo bí mật này rồi. Chắc phải ngon lắm đây. Snickers nè, cho con ăn với mẹ. Niềng răng thì sao mà ăn hả? Rồi rồi, nhưng cẩn thận kẻo dính răng đấy. Con bé đi chưa nhở? Rồi, thành kẹo mồi nhử đã hữu hiệu. Đây mới là món sô-cô-la hảo hạng nè. Mẹ ơi, mẹ con kẹo à? Sao con bé này thính thế nhở? Đấy, cầm đi. Cá chắc con bé không tìm thấy mình trong bụi đâu. Mẹ ơi, kẹo kìa, khoan đã, đừng chạy mà. Mẹ ơi, chia kẹo cho con với ạ. Mẹ. Ok, chắc mình cắt đuôi con bé rồi. Trời đất ơi, cứ như ma sói, nhanh quá đi mất. Phủ, cuối cùng mình cũng trốn được rồi. Còn đùa mẹ hay gì đấy? Mình mơ thôi sao? À không, ác mộng thì đúng hơn. Nhưng lỡ đâu con bé vẫn còn lén lút ở đâu đó thì sao nhở? Mình lo lắng quá rồi. Bé còn đang ngủ cơ mà. Đến lúc ăn khuya rồi bà con. Rau xà lách này, lấy luôn một lá xem nào. Đến lúc dùng 200% não bộ rồi. Đấy, giờ có mà tìm thấy đằng trời này. Con đói sao? Ăn đi này. Xà lách à? Eo ơi, thôi con đi ngủ đây. Thành công rồi, cuối cùng mình cũng được đánh chén sô-cô-la. Quá là xứng đáng. Mẹ ơi, nhìn con này. Mẹ ơi, nhìn này. Mẹ ơi, xem con này mẹ. Mẹ đang bận nghe điện thoại mà. Biết mà, ai mà ngờ được cô ấy lại tặng chàng hoa hồng chứ. Mình có thể nhảy cao nhất quả đất rồi. Mẹ ơi, con bắn nước vào người mẹ nè. Thôi nào con yêu, mẹ đang nghe điện thoại đấy. Cơ mà nãy tôi nói rồi đấy, chắc chắn anh ta không sống nổi đâu. Whee, bám chắc nè, em Golden. No, Golden ơi, bé yêu ơi. Wow, sữa bắn tùm lum rồi nè. Rồi ạ, văng khắp nơi rồi. Giờ mình phải dọn dẹp cái đống này nữa chứ. Cái khay này đầy sữa luôn rồi. Mình nghĩ ra một ý tưởng hay rồi. Ok, đây là phẩm màu. Giờ nhỏ nó vào sữa nha các mẹ. Nó đã tỏa ra rồi kìa. Giờ thêm chút đỏ vào trong nào. Sau đó là vàng. Và xanh lá. Tiếp theo là một chấm nước rửa chén. Xem màu sắc di chuyển này. Các mẹ thêm một viên bông gòn có xà phòng vào nữa nhá. Giờ sữa sẽ xoay tít ở những chỗ khác nhau. Wow, đỉnh quá đi. Màu xinh ơi là xinh. Ok, con cứ xem tiếp đi nha. Mẹ bà tám thêm chút nữa đây. Alo, lại là tôi đây. Con bé đang mê quá này. Nói lại vụ hoa hồng nè. Đồ đạc nặng thế không biết. May mà không rơi cái gì. Giờ cất hết vào tủ nào. Thế là hết đồ trong túi này. Đi lấy mấy món còn lại thôi. Ôi, mẹ vừa đi mua đồ về. Tìm snack nào bà con. Yeah, nước ngọt và bim bim ngon lành. Ok, thêm đồ thôi. Cái này ở đây. Mấy cái này vào đây. Sao hôm nay tủ lạnh rộng rãi thế nhở? Mẹ lại đi rồi. Tìm thêm bim bim đánh chén nè. Lần này còn tuyệt hơn cơ. Là sô-cô-la đấy. Ngon ơi là ngon luôn. Mình mê sô-cô-la xỉu á. Ok là giờ làm chút snack để thư giãn thôi. Ủa, đồ ăn biến đâu mất hết rồi. Trời đất ơi. Kẻ trộm thức ăn đừng mơ mà tác nghiệp trong ngôi nhà này nhá. Yay, mẹ lại đi rồi. Tìm thêm nào. Chuẩn không cần chỉnh. Sao con lại lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh thế hả? Giời ạ, con bé chạy mất rồi. Làm rơi luôn cái vòng tay mới ghê. Mình biết phải xử lý vụ này thế nào rồi. Chỉ cần dán mấy cái móc nhựa này lên tủ thôi. Rồi một móc nữa trên cửa tủ. Giờ móc sợi dây lên đó nào. Giờ nó sẽ giữ tủ lạnh đóng chặt. Thế là xong xuôi. Yay, ăn bim tiếp đi. Ủa, sao không mở tủ được? Chán ghê. Thế là hết được ăn vặt rồi. Dễ vui ơi là vui. Pipa, pipa. Này, tôi đi. Sao nào, anh lái xe hơi thôi mà. Rầm rầm. Hỏng mất rồi. Em mất bố đây. Tuyệt, thế nào cũng bị mắng. Này, hai đứa có chuyện gì vậy? À, cứ để ông bố ở giờ này xử lý cho. May mà mình có cái áo thun này. Đấy, đã ổn hơn chưa nào. Giờ hai đứa sẽ luôn bên nhau. Tại anh cả đấy. Lái xe của mình. Chơi đi, vui lắm đó. Cũng hơi vui đấy nhỉ. Nhìn ngon quá bà con ơi. Mùi cũng tuyệt hảo nữa. Nhìn này bố, bay vui lắm luôn. Tưởng tượng bay xa quá. Đồ ăn sắp xong rồi đây. Cái con này đấy yêu món đặc biệt đó. Gì mày ạ? Cháo đấy, con ăn đi thì mới khỏe như voi được. Nhưng thôi bố cũng cố rồi. Mình không ăn đâu. Nhưng mà có ý này nè. Lại đây nào bé. Mẹ đã đói chứ nào. Những gì thế không biết. Nhầm rồi, chắc mình tưởng tượng thôi. Cái bé này, ăn mạnh vào. Giờ chơi tiếp thôi. Món cháo này ngon quá thế. Ủa khoan, tô cháo đâu rồi? Mình bị gì thế nhỉ? Không thể để bé con đói được. Tô của con đâu? Bố nói gì con chẳng hiểu ạ. Thôi vậy con ăn đi, bố chợp mắt một lát đây. Loại cháo sao? Mông lại bún cưng thích món này. Tô thứ hai của bé đây. Mình thương mình ghê cơ. Oops. Con xin lỗi bố. Hay quá nhờ. Nhưng con xin lỗi rồi. Mình biết cách giải quyết đó nha. Cho bố xin lại nào. Cái này nữa. Đồ chơi của con. Con phải nhận ra lỗi của mình. Mình thương mình ghê. Mấy cái miếng dán này sẽ được việc đó. Một tô cháo nóng thơm này. Thử lần nữa nào. Bố muốn con ăn sạch. Con không di chuyển cái tô được đâu. Cảm ơn bố. Sao không cầm lên được? Ơ kìa. Nói rồi mà. Con ăn ngay đi. Bố bất công quá à. Kìa này con yêu. Máy bay tới nè. Kìa. Đẹp trai dễ sợ. Ồ, có tóc dựng này. Đấy, tóc còn phải vào nếp hoàn toàn mới bảnh được. Giờ chúng ta ăn nhé. Không thể quên khăn giấy được. Dây vào áo là không sạch được đâu. Mẹ sẽ quay lại ngay. Dạ vâng ạ. Ồ, nhút tê lên nè. Hay mình nếm một tí gạo xem sao nhỉ. Chuẩn, không cần chỉnh rồi. Mẹ đang bận nên tận dụng cơ hội nào. Món này chắc ngon lắm đây. Rồi nè bà con, bữa trưa đã sẵn sàng. Chris, kìa. Bỏ thìa xuống ngay, không để tiêu nổi, phải lau cho sạch mới được. Ngồi yên nào, bẩn quá đi. Đấy. Con cảm ơn mẹ. Tay mình toàn sô-cô-la thôi. Mẹ đi rửa tay chút đây. Đúng là con trai. May mà không sao hết. Cái này là mình nảy ra một ý. Mình biết phải làm gì rồi. Bắt tay vào thực hiện thôi. Sạch sẽ rồi. Ồ, còn Nutella này. Mơ đi nhé, thử cái này này con. Xem đây. Nhấn vào cái chai là Nutella sẽ chảy ra. Không dây bẩn nữa nhé. Wow, trò này thông minh ghê. Cảm ơn mẹ. Con muốn gì mẹ cũng chiều mà. Chàng trai đẹp trai của mẹ. Mẹ không ăn đâu, cảm ơn con. Rửa chai sạch rồi này. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Giờ đến màn pha sữa cho bé con. Canh thế nào là đủ nhỉ? Đại đi. Cứ đổ vào thôi, chả sao đâu. Vương vã hết rồi. Ok, lần này mình sẽ đong chính xác. Được một muỗng này. Từ từ, cẩn thận. Múc nhiều quá rồi, phải thổi bớt mới được. Bột sữa bay gấp nơi rồi. Ok, quá tam ba bận này. Mình sẽ dùng mặt bàn để gán bớt phần thừa. Trời, lạ lùng thế nhở? Sao lại khó vậy được ta? Mình làm được mà. Đừng run nữa. Sao tay mình run thế không biết. Trời đất ơi, bẩn thỉu quá đi mất. Nào, để em chỉ anh mẹo này. Anh sẽ cần dao cắt bơ đấy. Hãy cắt một đường trên 5 giấy thiết. Sau đó lột một nửa đi. Giờ anh có chỗ để gạt bột thừa xuống hộp sữa rồi. Thấy không? Dễ như ăn bánh. Giờ anh pha đi. Wow, thì bột phẳng y như chỉ dẫn luôn. Đến lúc lắc sữa cho bé con đáng yêu rồi. Khiếp, chả vẫn phải cho bé con ăn mà. Và rồi ngựa nhỏ xinh nhón chân về nhà. Thích quá, con thích chuyện này nhất ạ. Khi tới nơi, nó nằm xuống ổ rơm khô ấm áp và thiếp đi. Bé con cũng phải đi ngủ rồi. Nhưng con chả muốn đi ngủ đâu. Bóng tối sợ lắm ạ. Gì vậy? Quái vật bóng kìa. Mẹ ơi. Ôi thần linh ơi, sao vậy con? Có một con quái vật hắc ám đáng sợ mẹ. Ôi mẹ hiểu rồi. Nhưng không sao, mẹ có cách rồi. Nhìn đây, đây là chai xịt quái vật siêu đỉnh của mẹ. Dễ làm lắm à nha. Mình chỉ cần một chai xịt, bút dạ và mấy món đồ vui vui thôi. Mình sẽ dùng bút dạ để viết lên chai. Phải làm nhãn hiệu trông mới uy tín chứ. Viết vài chữ sẽ chẳng lâu lắm đâu. Mình sẽ thêm con mặt buồn cười này vào chữ O. Nhìn nó nát vết, nhưng phải thêm vài chi tiết hay ho nữa này. Sao vàng lấp la lấp lánh đó. Sau đó mình sẽ đổ đầy nước từ vòi vào chai. Vì bé con sẽ chẳng phân biệt được đâu. Ta-da, xịt quái vật đã có mặt. Xịt quái vật ạ? Nó đuổi quái vật đi hả mẹ? Chuẩn, ngủ ngon nhé. Chưa này, đây nữa này quái vật. Tuyệt, quái vật ăn hành cả rồi. Gì đấy? Quái vật hả? À, mình phải xịt nó. Con ơi, là mẹ mà. Mẹ ạ? Ôi, con xin lỗi. Chà, mẹ chẳng sao đâu. Thật vui vì bây giờ con đã an toàn. Ngon quá con yêu, cứ chơi đi nha. Con cũng thích kẹo gấu dẻo nữa, dai dai. bị rách mất rồi. Mẹ ơi! Không sao đâu, lấy cái khác mà chơi đi con. Đúng rồi đấy, mà mâm món ngon thôi. Ủa, ai lại gọi mình vậy ta? Alo, chị khỏe không? Chị có xem tập trước không? Đúng rồi đấy, chẳng hiểu sao anh ấy lại chọn cô đó. Mình phải làm nóng lại Đoan. Bỏ đĩa vào là vi sóng là được. Em biết. Chà, tập tuần sau chắc cũng hay lắm. Mẹ ơi, nghẹo gấu xẻo của con đâu? Con không muốn ăn mấy đồ này đâu. Không, mẹ quay nhầm đĩa mất rồi. Kìa gấu xẻo. Ôi không, tan chảy hết ra rồi. Là một đĩa nước dẻo ấy. Mẹ làm hỏng rồi, kẹo dẻo của con. Khoan, có cách cứu nguy trong tình cảnh này rồi. Mình sẽ đặt đĩa này xuống và nhét một que gỗ vào kẹo dẻo tan chảy, rồi nhét vào xung quanh luôn. Giờ thì nặn hình và để khô nè. Trông đẹp đó chứ. Con yêu đừng khóc nữa. Kẹo nè. Oh wow, kẹo mút sắc màu. Ngon quá, anh giống hệt kẹo gấu dẻo con thích mẹ ạ. Em cảm ơn mẹ, mẹ là số 1. Wow, em xem cái này này. Hay đấy, nhưng em đang đọc sách cơ. Wow, cái này thì sao? Nhìn này, đừng làm phiền em nói là đang đọc mà. Trời ơi, cô ấy làm gì với kẹo dẻo con gấu vậy? Cô ấy nấu chảy kẹo và giờ cô ấy có quả dâu tây. Không đời nào cô ấy nhúng dâu tây vào kẹo đã nấu chảy. Tuyệt quá, nó cho mình một ý tưởng rất hay. Mình có một lọ đầy kẹo dẻo con gấu. Mình cá là mình cũng làm được. Vào đây đi kẹo dẻo. Giờ bỏ vào lò vi sóng thôi và chờ cho đến khi nó tan ra. Tuyệt, xong rồi. Mình đang rất nôn nóng muốn thử. Được rồi, tiếp theo mình cần ít dâu tây và các loại trái cây khác nữa. Ups, không được quên que cắm nhở. Cái này rất quan trọng. Dâu tây đã cắm vào que. Đến lúc thử rồi. Nhìn nó chìm vào kẹo dẻo nấu chảy kìa. Phải xoay để đảm bảo rằng nó được phủ đều kẹo. Mình cá là mình có thể làm ngon hơn nữa. Với ít sprinkles. Sprinkles luôn làm mọi thứ ngon hơn. Mình sẽ xoay dâu tây dính kẹo để đảm bảo nó được phủ đều. Ôi trời ơi, nhìn cô ấy kìa. Cô ấy ngủ mất rồi. Để mình làm thêm một ít nữa. Giờ là đến các loại trái cây khác. Xoay trong kẹo. Kẹo đã dính vào các lỗ trên quả mâm xôi. Giờ nó trông thật sáng bóng. Và dĩ nhiên là cả sprinkles nữa. Những trái tim nhỏ này dễ thương ghê. Xong xuôi, một đĩa đầy. Được rồi, đã đến lúc đánh thức cô ấy bằng tiếng vỗ tay. Mình nói tiếng vỗ tay. Hả? Đèn bị sao vậy? Ồ, đẹp quá. Ta-da, anh đã làm cho em một món thật lãng mạn. Chọn một que và ăn đi nào. Tuyệt quá. Đây, để em đút cho anh. Ngon quá. Một miếng cho em này. Oh wow, món này ngon tuyệt cú mèo. Và còn lãng mạn nữa. Em ơi, có sao không? Không, em không sao ạ. Tốt rồi, ăn thêm không? Không ạ. Được rồi. Mình sẽ xịt nước cho bông hồng này, dù nó trông hơi chán. Chào em yêu, anh mua hoa tươi cho em này. Ôi chú ơi, thật là một bất ngờ thú vị. Đẹp quá, mùi cũng thơm nữa. Đây, cầm điện thoại và chụp hình cho em đi. Được rồi, sẵn sàng chưa? Cười nào. Đây, chụp cho em kiểu này. Cảm ơn, chắc sẽ đẹp lắm đấy. Giờ em sẽ cắm hoa vào bình nhá. Đưa điện thoại cho em lại nào. Điện thoại của em. Ôi không. Không. Em nghe có tiếng nứt. Điện thoại yêu quý ơi. Phải làm sao đây? Tiếc quá. Chắc em không nên xem đâu. Ôi trời ơi, tệ hơn em nghĩ nhiều. Chà, chúng ta có thể sửa nó bằng băng keo. Anh đùa em đấy à? Chà, hay là dùng búa? Được rồi, em đúng. Ngốc quá. Anh sẽ dùng điện thoại của anh. Được rồi, xem cái này để tìm giải pháp nhé. Trời đã, là kem đánh răng sao? Không thể tin nổi là họ xịt kem đánh răng lên khắp màn hình. Và họ lau nó đi. Sao họ lại làm vậy nhở? Được rồi, ít nhất là họ đã lau sạch. Trời đã, sao cơ? Mấy vết nứt trên màn hình hoàn toàn biến mất. Chúng ta sẽ cùng thử với chiếc điện thoại vỡ nát này. Mình có một tuyếp kem đánh răng và đã sẵn sàng bắt đầu. Giống như trong video, mình sẽ xịt lên khắp màn hình. Chà, như này là đủ rồi. Và mình sẽ dùng khăn để lau sạch. Nó chỉ làm bẩn điện thoại thôi. Anh không nghĩ là nó sẽ hiệu quả đâu. Đúng là phí thời gian. Điện thoại tội nghiệp của em. Chán thật. Mà đợi đã. Em yêu, mũi em dính cái gì đấy? Ở đây này. Ôi anh lúc nào cũng giúp tâm trạng của em tốt hơn.